Rồi, mình xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh Game Lậu Mobile nha. Thì hôm nay mình tiếp tục giới thiệu đến mấy anh em con game là Trường Sinh Quyết đã được chìa khóa nha anh em. Thì cái con này là khác với cái con ngày hôm qua mình up lên nha anh em. Thì anh em tải là APK nha. Thì con này là tích hợp tool sẵn trong game luôn nha anh em. Thì anh em có thể chơi con này nha. Thì cái con này free cho mấy anh em tool Kim Ngân Bảo nha. Còn anh em nào muốn chơi full thì donate 100k nha. Rồi, thì mình sẽ hướng dẫn cho mấy anh em tool cái con này nha anh em. Thì con này mấy anh em muốn tuân được á, thì mấy anh em lấy cái ID nha. Thì mấy anh em vào cái avatar nhân vật ha. Rồi mấy anh em copy cái ID này nha. Đấy thì con Trường Sinh Quyết là tuân bằng ID nha anh em. Khi mấy anh em tạo nhân vật xong, mấy anh em chạy level, mấy anh em chạy nhiệm vụ lên level 6 á. Lên level 6 thì mấy anh em sẽ nhấp được vào nút nạp Kim Bảo nha. Đây thì mấy anh em nhấp vào đây. Thì mấy anh em sẽ nhấp vào một cái gói nạp ở đây nha anh em. Thì nó sẽ chuyển cho mấy anh em đến cái tuân nha. Đây nó chuyển cho mấy anh em đến cái tool này nha anh em. Thì ở đây mấy anh em nhập cái ID của mấy anh em vào nha. Xong mấy anh em nhập cái mật khẩu tùy chọn của mấy anh em nha. Ở đây mình sẽ chọn mặc định là 1 2 3 4 5 6 nha. Thì trước tiên mấy anh em muốn tool được con này thì mấy anh em phải đăng ký trước nha. Đấy, thì chữ đăng ký bên dưới ha. Thì mấy anh em nhập cái ID, xong mấy anh em nhập cái mật khẩu của mấy anh em vào, xong mấy anh em nhập nhấn nút đăng ký nha. Đấy, thì đăng ký quy quyền thành công nha anh em. Thì ở đây anh em sẽ chọn nạp nha anh em. Thì ở đây chỉ có một gói duy nhất là 44k Kim Bảo thôi nha. Thì ở đây mấy anh em sẽ nhập số lượng nha anh em. Thì cái con này là nó sẽ relay 60 phút nha. Nếu mà mấy anh em nào mà muốn relay 5 phút á, thì mấy anh em liên hệ với AD nha. Thì link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em nào chơi full á thì donate 100k nha. Đấy, anh em có thể liên hệ với AD game nha. Rồi ở đây mình sẽ nhập số lượng nha anh em. Để anh em nào donate thì mới nạp được cái vật phẩm bên dưới nha anh em. Khi tuôn vật phẩm tối đa 10 vật phẩm, nếu tuôn quá sẽ bị anh em đọc cái hướng dẫn này nha. Thì ở đây mình sẽ tuôn 9 nha. Nạp tiền trước nha anh em. Đây, nạp tiền thành công nha anh em. Rồi để mình thử một lần nữa xem sao ha. Đây, tự nạp lại sau 1 giờ nha anh em. Bạn có thể nạp lại sau 1 giờ nha. Thì anh em nào muốn nhanh á, muốn relay 5 phút á, thì anh em liên hệ với AD nha anh em. Rồi mình qua game nha. Đây, anh em đã nạp được 44k Kim Ngân Bảo nha. Đấy, 44k Kim Ngân Bảo. Đây, ở đây thì hiện tại mình có là 88k nha. Đấy. Rồi mấy anh em nhận quà nạp đầu luôn nha. Anh em nào chơi thì tải lại APK nha anh em. Đấy, anh em xem hướng dẫn mà tuân nha anh em. Rất là đơn giản nha anh em. Hôm qua mình up là nó tuôn giấy vàng, còn cái con này á, là nó tuôn Kim Bảo trực tiếp luôn nha. Thì lần thứ hai anh em vào mình muốn tuôn thì mấy em cũng nhập vào ha. ID xong anh em nhập mật khẩu ha, 12456 nó vẫn còn lưu ở đây nha anh em. Anh em nhấp nút đăng nhập nha. Đấy, đăng nhập thành công nha anh em. Rồi mấy em tiếp tục nạp nha anh em. Đấy, anh em phải đợi relay nha. Đó, anh em mới đợi relay xong anh em mới nạp được nha. Còn anh em nào muốn relay nhanh á, thì inbox AD nha. Rất là đơn giản nha anh em. Thì con game nó được chìa khóa hoàn toàn nha anh em. Đấy, server chạy cũng ok lắm. Con game rất là đẹp luôn. Còn giới thiệu con game mới của mình Trường Sinh Quyết đến đây xin tạm dừng nha anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Rồi mình xin chào tạm biệt nha. Thì tất cả các link mình để trong phần mô tả nha anh em. Anh em vào phần mô tả lấy link giúp mình nha. Anh em nhớ cho mình một like, một share và một đăng ký kênh nha anh em. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thiếu hiệp thẳng đã nghe qua đệ nhất ôn lễ trong thiên hạ. Duyên định kiếp này mãi kiếp sau, không phụ thanh xuân, không phụ nếp chọn thiệp mời.
chúc mừng đã mở hệ thống tình duyên. Hãy mau tìm cho mình một nửa đích thực. Người có thể đi hỏi sư phụ ta, và sườn dốc này đi thẳng lên trên sẽ đến được cửa tiên sơn đạo quán. Tiên sơn đạo quán có việc gì? Vết thương này có thể giúp ta đi lấy viên của Linh Châu đến không? Làm phiền thiếu hiệp rồi. Trần Sinh, mau đến chỗ âm nhất xem sao, e là có nguy hiểm. Hai người các ngươi cần nhớ không hành sự cảm tính. Cùng tắm nước rủ ấm, ngươi vẫn còn sống sao? Bị điểu này. Âm Nhi đừng sợ, có bà đây. Xem ra Trần Sinh quyết hẳn là ở trong sân động này. Công chúa mình bị sợ nhưng rủ ấm. Mày bỏ mày. Trần Sinh, cứ mặc kệ ta, phải giữ được Trần Sinh quyết. Nhấn giữ nút điều hướng ở bên trái, trượt ngón tay, di chuyển nhân vật đến vòng sáng. Nhấp chọn thi triển kỹ năng.